Xin chào đạo diễn Việt Tú. Cái tên Việt Tú thì gắn liền với rất nhiều những chương trình thời trang và âm nhạc nổi tiếng. Thế nhưng thời gian gần đây thì cái tên Việt Tú lại nhắc đến gần với chương trình Tứ Phủ. Mọi người thường đang đặt ra một câu hỏi là phải chăng anh đã có một cái sự yêu thích, một cái ấn tượng đặc biệt với tín ngưỡng dân gian này của chúng ta? Tôi nghĩ rất là độc đáo, bởi vì đây là một cái bộ môn nghệ thuật tổng hợp rất là nhiều yếu tố, từ hội họa, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc, và đặc biệt quan trọng đấy là cái yếu tố tâm linh. Nó không có ở bất kỳ đâu cả. Lần đầu tiên được chứng kiến một cái giá đồng ở ngoài điện phủ ấy, thì tôi cảm thấy rằng là đây sẽ chính là cái điều mà mình sẽ chọn, hay nói cách khác là mình được chọn để thực hiện vào cái vở diễn Tứ Phủ. Và tôi cho rằng tất cả mọi thứ nó có nhân duyên. Có thể chia sẻ về hành trình đưa tín ngưỡng dân gian, nghi lễ hầu đồng lên sân khấu, lên rạp công nhân. Tôi được biết rằng là anh đã phải dành mất thời gian 3 năm để tìm hiểu về tín ngưỡng này. Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật dân tộc. Mẹ tôi là một diễn viên múa rối nước với 35 năm trong nghề trước khi bà về hưu. Thì khi tôi còn là một đứa trẻ thì tôi có may mắn là được đi theo mẹ đi biểu diễn. Điều đó có nghĩa là tôi được tiếp cận với rất là nhiều các cái nghệ nhân. Những cái gì mà mình được tiếp cận từ hồi bé làm cho mình có cảm giác rằng là nó giống như là mình được chọn để thực hiện những cái ước mơ sau đó của mình. Cái thời gian tôi học Mỹ đi xem Broadway hoặc là sang Anh xem West End ấy, thì mình nghĩ rằng là nếu mà giá có một ngày nào đó mình có thể có được cái nhà hát mang đậm cái nét văn hóa Việt Nam của riêng mình, phục vụ du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, mà người ta đến người ta xem chính về văn hóa Việt Nam, thì điều đấy sẽ rất là tuyệt vời. Rồi một ngày thì tôi có một người thân trong gia đình rủ tôi đi đến dự một cái khóa hầu đồng ở ngoài điện ngoài phủ, và giây phút tôi bước vào cửa điện, tôi ngửi thấy mùi khói nhang, tôi nhìn lên tôi thấy cái không gian rất là tuyệt vời, mang đậm cái màu sắc tâm linh, mang đậm cái tinh thần văn hóa Việt Nam ngoài điện ngoài phủ. Và sau đó thì tôi xem những giá hầu, thì tôi nghĩ rằng là cuối cùng tôi đã có cái chìa khóa, có câu trả lời, hay là đúng hơn là mình đã được chọn để đưa lên đồng trong nghi lễ thờ mẫu người Việt lên sân khấu để trở thành Tứ Phủ như ngày hôm nay. Và chắc chắn là khi đưa hầu đồng lên sân khấu của rạp công nhân trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật, thì chắc hẳn là cái tác phẩm nghệ thuật này phải có một cái sự khác biệt so với việc là chúng ta thực hành tín ngưỡng dân gian hầu đồng ở ngoài đời thường. Cái khác biệt lớn nhất là mình sân khấu hóa một cái nghi lễ về mặt tâm linh và tín ngưỡng. Vậy thì cái sự khác biệt ở đây là gì? Một bên là tín ngưỡng, là tâm linh, chỉ có thể diễn ra trong không gian của cái tâm linh đó, đó là ngoài điện ngoài phủ. Còn ở một phía cạnh khác, đấy chính là cái việc rằng cái tâm linh đó đã đi vào cái đời sống nghệ thuật của chúng ta như thế nào, thì đó chính là một phần của Tứ Phủ. Tôi cho rằng là cái sự khác biệt là có, ví dụ như ở điện, ở phủ, thì để mà có thể thực hành nghi lễ đó thì có một cái sự thật rằng là chúng ta được các vị thánh ở trong các giá đồng nhập vào. Còn trên sân khấu thì chúng ta làm cho mọi thứ có cảm giác là như vậy, ở một khía cạnh thăng hoa hơn về nghệ thuật. Được biết rằng là những diễn viên của anh ở trên sân khấu thì không phải là những thanh đồng thực sự. Tại sao anh lại có sự lựa chọn này? Thực ra bản chất là chúng tôi ngay từ ban đầu đã nghĩ đến việc đấy và đã từng thử mời họ công tác. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ rằng là nếu mà mọi người đến xem cái quá trình tập luyện của chúng tôi ở trên sân khấu, dụ chỉ 7 phút khăn áo của giá chầu đệ nhị thôi, thì chúng tôi đã tập mất hàng tháng trời rồi. Từ cái việc là lấy các cái chi tiết nhỏ phụ kiện lên để cài đầu như nào, trong cái việc mà một cái người hoàn toàn là như chỉ là những viên đơn thuần không hề có khái niệm gì về điện phủ, để biến họ trở thành những người hầu dâng, những người thanh đồng đích thực, thì có đến hàng trăm chi tiết phải nhớ,
Điều đấy có nghĩa là gì? Là phải là một người có những kỹ năng diễn xuất rất là chuyên nghiệp để mà làm sao giúp chúng tôi hiện thực hóa được cái ý tưởng nghệ thuật về nghi lễ Đền Đồng trên sân khấu. Sự thành công của Thứ Phủ đã khiến cho rất nhiều người tò mò, đó là ở ngoài đời thường thì anh có đi xem các cái nghi lễ Hầu Đồng không? Anh có phải là một con nhang đệ tử của nghệ thuật Hầu Đồng không? Ban đầu thì tôi là một Phật tử, và lúc đó thì tôi chưa hề có bất kỳ một khái niệm nào về đạo mẫu cả. Thế rồi thì khi mà mình phát hiện ra rằng là mình có một cái nghi lễ tuyệt vời như nào trong cái kho tàng văn hóa dân tộc, thì mình phải bắt buộc là mình phải nghiên cứu. Bởi vì tôi cho rằng cái sự nghiên cứu nó rất là cần thiết. Nếu không thì bạn sẽ không tìm được cái ngôn ngữ để ít ra để nói chuyện với những cái người làm việc cùng với mình thôi. Chưa nói rằng là cái nền tảng văn hóa, tôi cho rằng cho dù mình có làm hay không thì nền tảng văn hóa về dân tộc là rất là cần thiết. Và tôi coi đây là một dịp, một cơ hội rất là quý báu. Cho dù là cái việc Tứ Phủ có thành hay không thành, nhưng đây là một cơ hội để mình học, mình tìm hiểu thêm một cái nét đẹp về văn hóa tín ngưỡng của dân tộc. Và cho đến bây giờ thì tôi cho rằng là có thể tôi không có căn đồng, nhưng mà nếu rằng là hỏi tôi có cơ duyên với đạo hay không thì tôi cho rằng là có. Nền văn hóa truyền thống của dân tộc ta thì có rất là nhiều những loại hình nghệ thuật truyền thống hấp dẫn. Thế nhưng phải nói rằng là sau rối nước thì đến Tứ Phủ, dường như chúng ta mới đạt được một cái sự thành công, đó là lôi kéo được công chúng, đặc biệt là khách du lịch tìm hiểu về loại hình nghệ thuật truyền thống này. Sau Tứ Phủ thì không biết đạo diễn Việt Tú còn có những cái dự định gì, có thể là một loại hình nghệ thuật truyền thống khác, anh muốn có sự đầu tư để đưa nó lên sân khấu? Chúng ta rất là cần có nhiều cái sản phẩm văn hóa, đặc biệt là văn hóa dân tộc, để phục vụ cho du khách. Với những mục đích là gì? Là giới thiệu những nét đẹp đó về văn hóa dân tộc, và thêm nữa là nâng cao cái sự hiểu biết về văn hóa dân tộc với cả chính chúng ta là rất là cần thiết. Và tôi hy vọng ngày càng có thêm nhiều đơn vị nữa, như là Nhà hát Việt, có thêm nhiều sản phẩm nữa như là Tứ Phủ. Còn về cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cái mong muốn đấy là có, và tôi đang tiếp tục nghiên cứu để có thể trong thời gian tới có thể thực hiện thêm nhiều nữa những cái sản phẩm, những cái tác phẩm về văn hóa dân tộc có được cái chiều sâu, có được cái sự độc đáo như là Tứ Phủ. Chắc chắn là như vậy. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đạo diễn Việt Tú, và xin chúc cho những cái mong ước của anh đưa những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần hơn với công chúng, quảng bá văn hóa của chúng ta ra rộng rãi hơn thế giới sẽ thực sự thành công trong tương lai.